Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Tuất sinh 1970, tổ tiên báo mộng, đón vận may liên tiếp, nhận lộc trời ban, thoát cảnh nợ nần, phát tài rực rỡ, đổi đời giàu sang sung sướng. Đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Tuất sinh 1970, tổ tiên báo mộng, đón vận may liên tiếp, nhận lộc trời ban, thoát cảnh nợ nần, phát tài rực rỡ, đổi đời giàu sang sung sướng. Đúng trong 6 tháng cuối năm 2024. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý khán giả thân mến, nếu anh chị lười đọc, lười nghe, hay đọc, hay nghe mà không hiểu, hay chỉ muốn biết xui rủi thuận may, thì anh chị cứ nhớ 2024 là năm khởi đầu có vất vả, nhưng cũng có thành quả. Còn 2025 là năm thuận lợi cho cái thành quả đấy rực màu trổ hoa, nên đừng ngại khó, đừng ngại thử thách, đừng ngại bước một chân ra khỏi cái dòng an toàn mà Canh Tuất đang quen thuộc. Dù có được có mất, hay có đau có mệt, trong thời gian vừa rồi cũng không thể ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh của cuộc đời Canh Tuất đâu. Và mừng một cái là 6 tháng cuối năm 2024 tới đây, mọi điều sẽ khác. Đối với bản mệnh Canh Tuất, vận mệnh của Canh Tuất sẽ thay đổi theo cái cách mà Canh Tuất tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ. Tiền bạc kéo đến trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Đến khi về già, tuổi Canh Tuất sẽ có được cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn sung túc, 10 phân dạng 10. Nếu như bản mệnh nhận biết sớm và nắm bắt được những điều này thì chắc chắn đổi đời ngoạn mục, vinh hoa phú quý cả đời. Vậy vận trình 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Tuất sẽ diễn biến như thế nào? Công danh sự nghiệp có biến động gì? Tình duyên, sức khỏe có sóng gió gì không? Tài lộc, tiền bạc có kiếm được hay không? Vận may nào sẽ đến với Canh Tuất, làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. 6 tháng cuối năm 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Canh Tuất. Các Canh Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong 6 tháng cuối năm 2024, mọi việc mà Canh Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Canh Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Canh Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong 6 tháng cuối năm 2024, các mối quan hệ xã giao của Canh Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Canh Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, 6 tháng cuối năm 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Đặc biệt 6 tháng cuối năm, sức khỏe của Canh Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống.
hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, canh tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Vào 6 tháng cuối năm là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Canh tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để canh tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Sau đây sẽ là phần luận giải cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi canh tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi canh tuất có thể đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Việc tìm kiếm may mắn và cơ hội có thể trở nên khó khăn, khiến canh tuất cảm thấy thất vọng vì đã dành nhiều nỗ lực nhưng kết quả không như mong đợi. Dưới ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế, người tuổi canh tuất sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại trong mọi việc, mối quan hệ xã hội cũng không yên bình, khiến cho canh tuất luôn phải đối mặt với sự phản đối và thậm chí là sự hãm hại từ người khác. Vì vậy, canh tuất nên chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành đưa ra ý kiến, dù có làm canh tuất không vui nhưng hãy lắng nghe và suy nghĩ, bởi đó có thể là người muốn tốt cho bạn và giúp bạn tiến bộ. Tuy nhiên, canh tuất cũng cần giữ khoảng cách với những người dùng lời ngọt ngào và nịnh ngọt để tiếp cận, không nên dễ dàng tin tưởng vào họ. Đặc biệt, nếu bạn làm lãnh đạo, hãy giữ đầu óc tỉnh táo để tránh đưa ra những quyết sách sai lầm chỉ vì tin theo người khác. Dưới tác động tiêu cực của thiên quan, việc tiến bộ trong sự nghiệp có thể gặp khó khăn, đặc biệt là trong mối quan hệ với cấp trên. Tuy nhiên, hãy tránh chìm đắm vào thất bại, rút kinh nghiệm từ sai lầm, chủ động xin lỗi nếu cần và biết ơn những người giúp đỡ. Điều này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ nhanh chóng hơn nữa. Trong 6 tháng cuối năm 2024 cũng có thiên ấn chiếu mệnh. Vì vậy, bản mệnh cần phải hành xử đúng mực, tập trung và nghiêm túc trong công việc. Nếu canh tuất không dễ bị ảnh hưởng bởi khó khăn, thì đến cuối năm, thành quả lao động của canh tuất sẽ được công nhận. Thậm chí bạn còn có cơ hội để chuyển bại thành thắng và khiến mọi người phải nể phục. Xét về phương diện tài lộc. 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi canh tuất phải đối mặt với những thách thức về tài chính do thái tuế gây ra. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn, kinh doanh gặp nhiều trở ngại, có thể dẫn đến đóng cửa doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải cẩn trọng và lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng nghiệp không hợp tác và sự can thiệp của lãnh đạo có thể khiến bạn phải cố gắng rất nhiều mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể xuất hiện những kẻ ghen tuông và hãm hại canh tuất, khiến canh tuất phải chịu thiệt hại và phải chi tiêu tiền túi để bồi thường. 6 tháng cuối năm 2024, việc làm của bạn tốt nhất cần phải cẩn thận hơn để đảm bảo thu nhập của mình và tránh gây ra tổn thất. Nếu canh tuất tập trung vào công việc của mình và không quá vội vàng, cuối năm sẽ được đền đáp bằng các khoản thưởng dù không lớn nhưng vẫn đủ để đền bù cho công sức đã bỏ ra. Đối với những người kinh doanh, các sao đại hao và thái tuế phá liên tục xuất hiện, báo trước về những thách thức về tài chính có thể xảy ra. Sự cạnh tranh trong năm rất lớn, vào thời điểm khó khăn, người tuổi canh tuất cần phải suy tính kỹ lưỡng và tích lũy kiến thức chuyên môn. Để không bị lừa gạt và mất tiền, cần phải cẩn trọng khi tham gia vào các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh, vì có thể bị lừa vào những cái bẫy đã được sắp đặt. 6 tháng cuối năm 2024, canh tuất không cần phải vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Quan trọng là phải đảm bảo chất lượng và giữ chữ tín để thu hút lòng tin của khách hàng. Nếu canh tuất chỉ tập trung vào việc theo đuổi xu thế thị trường mà bỏ qua chất lượng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp khó khăn về tài chính và mất đi lòng tin của khách hàng. Sức khỏe có thể suy giảm và canh tuất sẽ phải chi tiêu một khoản tiền lớn cho việc đi khám bệnh. Vì vậy, ngay cả khi có tiền trong tay, canh tuất cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm và không nên hoang phí cho những sở thích tạm thời hay những nhu cầu không thực tế. Nếu không, khi gặp phải tình huống khẩn cấp, canh tuất sẽ không có đủ tiền để xoay sở và có thể phải vay mượn từ người khác. Xét về phương diện sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của người tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2024 không mấy khả quan, chủ yếu là do bản mệnh phải đối mặt với nhiều áp lực từ cuộc sống. Công việc bận rộn và những rắc rối liên tục khiến canh tuất phải cố gắng vượt qua, thậm chí không có đủ thời gian để nghỉ ngơi dẫn đến cảm giác mệt mỏi và sự xuất hiện của các vấn đề về sức khỏe. Nếu cơ thể có dấu hiệu không bình thường,
tốt nhất là nên sắp xếp thời gian để đi khám ngay lập tức. Về mặt tinh thần, nếu canh tuất cảm thấy căng thẳng hoặc bi quan, hãy tìm người thân hoặc những người tin cậy để tâm sự và giải tỏa nỗi lòng. Đừng tự mình gánh vác tất cả vì điều đó có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Việc chia sẻ với mọi người xung quanh sẽ giúp canh tuất cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ngoài ra, bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển để tránh gặp phải tai nạn, đặc biệt là đối với phụ nữ tuổi canh tuất đang mang thai, hãy giữ an toàn khi đi lại, tránh những tình huống không may xảy ra. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi canh tuất sẽ đối mặt với những cơ hội tình cảm đặc biệt nhờ sự hòa hợp của ngũ hành tương sinh. Dù cuộc sống xã hội đầy thách thức, nhưng canh tuất sẽ luôn được gia đình và bạn bè che chở, mang lại động lực và năng lượng tích cực. Nếu canh tuất đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ, canh tuất sẽ nhận được sự quan tâm và hiểu biết từ đối phương, thậm chí đôi khi canh tuất không cần phải nói ra, người ấy cũng có thể hiểu được những điều bạn muốn. Vì vậy, canh tuất sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trong tổ ấm gia đình sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong 6 tháng cuối năm, áp lực từ công việc và tài chính có thể tăng cao. Vì vậy, bản mệnh nên chia sẻ và tâm sự với người thân để giảm bớt gánh nặng. Đồng thời, đối phương cũng có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn thiếu sót và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi canh tuất sinh 1970 trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi canh tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, nguyệt lệnh lâm đất mộ, tuổi canh tuất có xu hướng tập trung vào công việc hơn là vấn đề tình cảm. Lý do là bởi có nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, đòi hỏi con giáp này phải liên tục tìm cách xử lý, có khi vấn đề do ngoại cảnh, có khi là do chính là người trong nội bộ để xảy ra vấn đề chỉ vì cẩu thả, chủ quan, cuối cùng người tới xử lý vẫn lại là bạn. Lại thêm nhiều hạng mục cần hoàn thành sớm, cạnh tranh lại không lúc nào thiếu, đè ép không ít áp lực lên con giáp này. Bản mệnh luôn cảm thấy bận rộn không ngừng, quỹ tích thời gian trong một ngày như không đủ để bạn sử dụng theo kế hoạch. Những điều này khiến tâm lý của tuổi canh tuất chịu nhiều đè nén, có nhiều lúc sinh chán nản, chỉ muốn phó mặc mọi chuyện cho hoàn cảnh, muốn sao thì tùy. Chính sự trì trệ này đang khiến bạn lãng phí rất nhiều thời gian, lý trí mách bảo mình cần phải tranh thủ thời gian gấp rút hoàn thành công việc để không tự gây ra rắc rối. Nhưng hành động lại trì trệ, chẳng nghe theo đầu óc sai khiến, sự mâu thuẫn giữa lý trí và hành động cũng cản trở con giáp này tập trung làm việc. Có vẻ như bạn sẽ cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình nếu muốn mọi việc tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn. Lại thêm thiên cẩu hung tinh hoành hành, tháng này tiểu nhân vận của con giáp này cũng khá dượng, nên khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi. Môi trường làm việc tưởng như yên bình nhưng lại có cạnh tranh ngầm. Nếu không tỉnh táo và trang bị cho mình đủ năng lực để đối phó, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị văng ra khỏi đó. Hơn nữa, đôi lúc bạn cảm thấy áp lực và sinh ra cáu kỉnh với mọi người xung quanh một chút, bản mệnh nên tập trung xử lý công việc của mình. Tranh cãi trong lúc này chỉ khiến bạn tốn thời gian và dễ vướng họa thị phi, nhất là khi dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, dễ xảy ra những điều bất lợi, cần hành sự thận trọng. May mắn là với sự kiên trì, năng lực cá nhân mạnh mẽ của bạn, lại thêm các tinh tả phù trợ mệnh, sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng người tuổi canh tuất cũng có thể giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Dù có xảy ra lỗi cũng là lỗi nhỏ, có thể điều chỉnh được tình hình trong thời gian ngắn. Có thể thấy công việc trong tháng của bạn gặp trở ngại, nhưng trải qua thách thức, con giáp này mới khám phá ra tài năng tiềm ẩn. Nhìn chung, kết quả công việc của tuổi canh tuất vẫn ở mức khá, chưa khiến bạn thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Xét về phương diện tài lộc, về tài lộc, tháng 7 âm lịch này có thực thần che chở, hứa hẹn những tin vui về tiền bạc sẽ đến với tuổi canh tuất. Việc kinh doanh buôn bán vẫn thu lợi đều đều, người làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên, vì nguyệt lệnh lâm mộ, vận khí nhiều bất ổn, tài khí tụ rồi cũng dễ tán, mọi việc không suôn sẻ như bạn nghĩ. Tài lộc duy trì ở mức bình ổn là may, nếu quá tham lam sẽ dễ dẫn đến tình trạng phá tài. Đầu tư mạo hiểm tại thời điểm này không thích hợp, thực lực chưa mạnh, nguồn vốn lại không đều, càng đầu tư càng thấy thua lỗ.
nên con giáp này chờ đợi cơ hội sẽ tốt hơn. Nếu có dự định từ trước, bạn cũng chỉ nên đầu tư ở quy mô nhỏ, tính toán kỹ càng, đề phòng nguy cơ không thu hồi được vốn. Ngoài ra, do giận tiểu nhân dượng, nên bản mệnh cũng cần hết sức thận trọng trong các hoạt động kinh doanh mạo hiểm, tránh dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Ngay lúc này, khi mọi thứ không thể thay đổi nhanh được, thì bạn nên hài lòng với những gì mình có. Hạn chế tiêu dùng tiền thiếu kế hoạch, tuổi Canh Tuất nên sớm trang bị kiến thức tiền bạc, thì bản thân mới biết nên hay không nên làm gì. Hơn nữa, do dân gian coi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng hàng mã, nên hạn chế chi tiêu, mua sắm. Tình hình chung sức mua giảm sút, điều này cũng khiến cho việc kinh doanh không được thông thuận như các tháng trước. Đây là xu thế chung nên bản mệnh không cần quá sốt ruột. Tháng cô hồn cũng không có lợi cho các hoạt động cầu tài, giao dịch lớn, buôn bán phạm vi rộng, bản mệnh nên cân nhắc những kiêng kỵ phong thủy trong tháng. Các cụ xưa có dạy, có thờ có thiên, có kiêng có lành, biết điều kiêng kỵ mà hạn chế để đón lành tránh dữ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Phương diện tình cảm của tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch này có vui có buồn. Con giáp này đôi khi hành xử quá khô khan khiến cho chuyện tình cảm gặp trở ngại. Nhân duyên giảm sút, vợ chồng dễ bị chi phối bởi nhiều yếu tố tác động bên ngoài, luẩn quẩn trong vòng tròn cãi giả rồi hòa giải, sau đó lại tiếp tục khúc mắc. Nguyên nhân có lẽ một phần do nguyệt lệnh lâm mộ, nên tâm tính bản mệnh có sự biến động nhất định. Bạn đặt công việc lên trên tình cảm, vì quá bận rộn mà bỏ bê nửa kia, khiến cho mối quan hệ ngày càng xa cách. Thế nhưng phần lớn do cả hai chưa đủ tin tưởng đối phương, dễ vì vài điều nhỏ nhặt mà nghi kỵ, ghen tuông người ấy. Nếu tình cảm không đủ mạnh e rằng rất dễ đổ vỡ. Người độc thân tháng này ít có cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình, do quá bận rộn với công việc, sở thích cá nhân, dù bạn vẫn luôn lạc quan, cho rằng mình hoàn toàn hài lòng với tình trạng độc thân hiện tại, nhưng sâu trong lòng vẫn mong tìm được một người để thấu hiểu và sẽ chia với bạn những vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống. Muốn cải thiện tình hình, tuổi Canh Tuất độc thân cần sắp xếp lại thời gian biểu của mình, đồng thời chủ động hơn trong chuyện tình cảm tháng này. Xét về phương diện sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh là một trong những vấn đề mà tuổi Canh Tuất cần chú ý. Nhìn chung, cơ thể bạn không gặp bất cứ trở ngại nào nghiêm trọng, nhưng chủ yếu là áp lực tinh thần khiến cho thể trạng suy yếu. Đừng để áp lực công việc, tài chính, chuyện tình cảm bào mòn thể chất của bạn. Hãy suy nghĩ đơn giản, hành động tích cực, bạn sẽ sớm tìm ra cách để khắc phục mọi chuyện. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên ăn uống, bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc để nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh trong tháng cô hồn còn mang tới điềm báo xui xẻo về tai nạn bất ngờ, nhắc nhở những ai thường xuyên phải di chuyển cần thận trọng. Khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống bia rượu thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này phải chịu sức ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, khiến cho mọi việc của tuổi Canh Tuất tiến triển khó khăn. Thậm chí, bạn liên tiếp gặp phải cản trở do kẻ xấu cố tình hãm hại. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi dục của người khác. Dù là người bạn tưởng chừng thân thiết cũng có thể quay lưng tìm cách hãm hại bạn. Vì muốn kiếm lợi ích cho mình, khi nghe thấy những lời khích bác, những tin đồn vô căn cứ, con giáp này cần phải giữ được lý trí của mình. Nếu không rất dễ rơi vào bẫy, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn gây dựng suốt bấy lâu nay, bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao. Với người có chức có quyền, bạn chớ nên nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái, gây ảnh hưởng đến tập thể. Bạn cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Xét về phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tuất cũng khá bấp bênh. Khi các khoản thu vào của bạn không được như dự tính, mà các việc cần phải bỏ tiền ra chi tiêu vẫn ập tới hàng ngày, bản mệnh nên hạn chế việc rót vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh trong tháng này. Nhiều nguy cơ mà bạn chưa lường trước được đang rình rập. Vì thế tốt nhất con giáp này nên dành thêm thời gian để chuẩn bị thêm các yếu tố nhân lực và vật lực, đồng thời chờ đợi một cơ hội phù hợp hơn sẽ đến với mình.
đối thủ cũng dễ đưa ra những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Bạn không thể cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Làm việc gì cũng cần phải thận trọng, tránh để xảy ra lỗi sai, thậm chí làm việc phạm pháp để người khác nắm đằng chui. Những người mới bước vào những lĩnh vực mới cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định. Bản mệnh cũng không nên khởi nghiệp trong tháng này. Bạn cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu quá nóng vội, bạn sẽ để bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, trước hết, tuổi Canh Tuất hãy hoàn thành cho tốt các dự án còn dang dở. Nếu có thời gian rảnh, thì bạn nên học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, phương diện tình cảm của tuổi Canh Tuất lại có nhiều tin vui báo về, đặc biệt là đối với người độc thân. Các tin bách diệt xuất hiện, giúp cho đường tình duyên của bạn có đào hoa nở rộ. Thời điểm này, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của một vài người xung quanh. Nếu thấy có thiện cảm với ai thì bạn nên cho người đó cơ hội. Hãy giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình cảm. Bởi khi có người yêu thương, bạn sẽ có người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Nếu trong lòng đã có sẵn một bóng hình của ai đó, thì bạn cũng nên chủ động bày tỏ tình cảm hoặc tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, khuyên hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 8 âm lịch này, tuổi Canh Tuất không gặp phải vấn đề nào quá đáng ngại trên phương diện sức khỏe. Dù tháng này bạn phải đối diện với nhiều điều không mong muốn, nhưng may mắn là bản mệnh vẫn có đủ sức khỏe và ý chí để đối diện. Đừng bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao, khiến tinh thần sảng khoái hơn cũng như giúp nâng cao sức khỏe khi gặp những chuyện không như ý muốn. Bạn cũng đừng nên suy nghĩ quá bi quan, hãy chấp nhận những gì mình gặp phải. Từ đó mới có lối suy nghĩ tích cực hơn, không dằn vặt bản thân vì những điều không đáng khiến bạn mệt mỏi. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, Nguyệt lệnh lâm suy dự báo, vận trình của tuổi Canh Tuất giảm sút, một phần vì không được Nguyệt lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bạn chưa tới. Mọi thứ vẫn chưa thể đạt kết quả như con giáp này mong muốn. Công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh mới mong có ngày nếm trái ngọt. Tháng này, do vận khí sa sút, nên có những việc lúc đầu tiến hành khá thuận lợi, nhưng càng về sau càng trở ngại, khó khăn, tâm lý áp lực, tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua. Biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Lại thêm thái tuế và âm sắc hung tinh tác động, là điềm báo có tiểu nhân đeo bám khá rõ. Con giáp này nếu không đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình, thì sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ được bạn. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực, tạo cái cớ cho tiểu nhân nắm thóp dở trò quấy phá. Có thể thấy vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của tuổi Canh Tuất trong tháng này. Do đó, điều quan trọng là bạn cần sớm xốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức tới trong tháng. Suy nghĩ quá nhiều, sợ bóng sợ gió là vấn đề mà bạn cần khắc phục. Thay vì nghĩ nhiều, bạn hãy mạnh dạn đứng dậy hành động. Có làm ắt có sai, sai thì sửa. Đây chắc chắn sẽ là một tháng bạn không được cho phép mình được chỉnh mãn hay sa sút, thả trôi bản thân, kẻo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt, tính toán hơn thì sẽ đạt được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Một khi kiên trì vượt qua hết thảy, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Nếu có thể, bạn chưa nên rời bỏ công việc hay vị trí hiện tại ở thời điểm này, kẻo mọi thứ sẽ không lý tưởng như những gì bạn kỳ vọng. Xét về phương diện tài lộc, tháng 9 âm lịch này, công việc bất thuận nên kéo theo đó là tài lộc của tuổi Canh Tuất cũng giảm sút khó tránh. Nguyệt lệnh lâm suy gây ra nhiều tác động của môi trường xung quanh, tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh, bản thân bạn lại sinh tâm lý sốt ruột và chán trường, cùng lúc chịu nhiều áp lực,
khó tránh khỏi việc muốn buông xuôi. Càng như vậy, con đường làm giàu của bản mệnh càng hẹp lại, tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng không mấy khả quan. Tuy trong tháng cũng có thời điểm sáng hơn, doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng tần suất này thấp, không đáng kể. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời rủ rê bùi tai mà dễ dàng dung tiền ra. Đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào. Ở thời điểm này, mọi thứ lên xuống thất thường, nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng chớ nên xem nhẹ, nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, buộc lòng tuổi Canh Tuất phải rút hầu bao, số tiền tích lũy được chưa nhiều đã phải bỏ ra để chi dùng. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết nên bạn không phải đắn đo quá nhiều, có điều cần phải liệu cơm gắp mắm, chi tiêu eo hẹp hơn đôi chút. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, vận trình tình cảm của tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch này vẫn còn nhiều nỗi muộn phiền. Dù là người đã có gia đình hay người độc thân đều trải qua những cung bậc cảm xúc thất thường, buồn nhiều hơn vui. Mờ sát xuất hiện là dấu hiệu trục trặc nảy sinh không ít mâu thuẫn, cản trở tình cảm đôi bên. Mối quan hệ của hai bạn có thể chịu tác động từ những lời nói bên ngoài, tình cảm dần bị lung lay. Nếu niềm tin cả hai dành cho nhau không đủ lớn, cũng có thể khiến cho những gì đã xây dựng đổ vỡ tan tành trước những lời nói của người ngoài. Bạn nên xác nhận lại với đối phương một lần rồi mới đưa ra nhận định, tránh tình trạng kết luận vội vàng, người ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng và tôn trọng. Bạn cần phải điều chỉnh nhiều suy nghĩ, xem xét lại cảm xúc riêng tư để có cách xử lý thích hợp, cải thiện mối quan hệ. Điều quan trọng nhất là vợ chồng bạn cần dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng nhau, hơn nữa, nhất là những cặp vợ chồng không được ở gần nhau. Hãy giữ vững niềm tin vào nhau, bởi chỉ một trong hai nảy sinh sự nghi ngờ là tình cảm sẽ có biến. Người độc thân tháng này hãy để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng ép, nếu không kết quả sẽ không như ý muốn. Xét về phương diện sức khỏe, tình trạng sức khỏe của tuổi Canh Tuất trong tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút khá rõ rệt, bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức, lười vận động là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tim mạch. Bạn cần chú ý dưỡng sinh để nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt bản mệnh nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay uống đồ uống có cồn để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều việc cần phải toan tính, bởi đây được đánh giá là một tháng nhiều ẩn số và biến động. Với bạn, đây sẽ là một tháng có cả những khó khăn và thuận lợi, cả cơ hội và thách thức. Vì thế, vận trình của con giáp này như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, lúc thăng lúc trầm, cần phải có sự chủ động trong mọi việc thì sẽ dễ gặp may hơn trong tháng này. Năng lực cá nhân cần được phát huy mạnh mẽ, bởi bản mệnh sẽ thấy cuộc sống giống như một kịch bản khó đoán, đầy rẫy những tình tiết bất ngờ và những khúc mắc thú vị đang chờ bản thân bạn khám phá. Công việc chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, nên hiệu suất khó được như ý, kết quả giảm sút, hình thành không ít thách thức dành cho bạn, áp lực dồn đến khiến cho con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung. Bạn có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiếu tinh thần làm việc thì tất nhiên hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thậm chí mắc phải sai sót. Nếu như tuổi Canh Tuất không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, thì bạn cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi tuột dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Song tháng này, bản mệnh lại được nhiều các tinh có lợi cho công danh sự nghiệp như Thái Dương và chính quan độ mệnh, nên có thể gặp dữ quá lành. Miễn là bạn chịu bỏ không bỏ sức và nỗ lực một cách nghiêm túc, chứ không phải là phó mặc cho số phận hay thiếu ý chí chiến đấu. Ngoài ra, con giáp này cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn và nguyên tắc trong công việc, để tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên đều cần phải kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ, khiến mọi chuyện ngày càng gay gắt, khó giải quyết hơn. Người kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn, tuy nhiên, làm ăn có được có mất,
không nên cay cú mà tìm cách lách luật làm điều mờ ám, sẽ rất dễ sa lưới pháp luật. Xét về phương diện tài lộc, trái ngược với những thăng trầm trong công việc, tài vận của tuổi Canh Tuất trong tháng 10 âm lịch này lại có những điểm sáng nhất định, nhờ có sao Thái Dương phù trợ cho thấy. Nếu bạn cố gắng không ngừng, thì chắc chắn dù tình hình trước đó có khó khăn ra sao, thì sang tháng này bạn cũng sẽ đạt được chút ít thành công, mang lại tài lộc cho bản thân mình. Một vài cơ hội kiếm tiền xuất hiện dành cho con giáp này, dù là chính tài hay thiên tài cũng đều sẽ có sự cải thiện nhờ những tính toán chính xác của bạn. Những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận trong tháng này. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc con giáp này cần thận trọng hơn trong việc xử lý vấn đề tiền bạc để tránh những tổn thất không đáng có do sơ suất nhất thời. Lưu ý, Nguyệt Lệnh Lâm suy dự báo vận khí đang tốt có xu hướng giảm sút dần. Những kế hoạch hợp tác làm ăn nên được cân nhắc cẩn thận, tốt nhất nên được tiến hành ngay từ đầu tháng. Càng về cuối tháng, bản mệnh sẽ càng phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những kẻ ngấm ngầm tìm cách ngáng chân. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, tránh vội nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Đồng thời, tuổi Canh Tuất cũng cần điều chỉnh quan niệm tiêu dùng trong tháng này một cách hợp lý để tránh lãng phí không đáng có. Làm như vậy có thể giúp bạn tích lũy của cải tốt hơn và đặt nền tảng vững chắc hơn cho cuộc sống tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, mặc kệ những áp lực trong công việc và những bộn bề về mặt tài chính, đời sống tình cảm của tuổi Canh Tuất trong tháng 10 âm lịch này có khá nhiều biến động. Nhờ có Thiên Diêu chủ đào hoa mang tới nhân duyên tốt lành, các mối quan hệ của bản mệnh được dịp đơm hoa kết trái. Tháng này, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen, kết thân với người khác giới, tăng khả năng gặp được người phù hợp với mình. Tuy nhiên, nhân duyên mạnh mẽ cũng có thể mang đến rắc rối, nhất là với người đã có gia đình, bản mệnh nên chú ý đến lời nói và hành động của mình để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Vợ chồng khó tránh lúc bất đồng, mâu thuẫn, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ có kẻ thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì mọi sóng gió sẽ vượt qua. Bạn cần phải thấu hiểu và bao dung hơn với nửa kia của mình và cùng nhau đối mặt với những khó khăn, xung đột, giao tiếp thẳng thắn và tin tưởng là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, do ảnh hưởng của Nguyệt Lệnh Lâm suy, nhắc nhở tuổi Canh Tuất nên lưu tâm chăm sóc bản thân cẩn thận, thể trạng của bạn dần sa sút vì nhiều nguyên do, khiến cho con giáp này dễ bị suy nhược cơ thể. Các triệu chứng thường gặp nhất là cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể do mang nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Vậy nên, hãy tập thể dục thường xuyên và duy trì thái độ tích cực là điều quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của bản mệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến an toàn giao thông và tránh sử dụng chất kích thích khi điều khiển xe cộ. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tháng này, người tuổi Canh Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì càng gặt hái được thành công rực rỡ bấy nhiêu. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao. Bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Để hoàn thành được nhiệm vụ, có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả một chút đấy. Song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy. Có thể chính con giáp này cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức, có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc khiến nhiều người nể phục gì và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí nào đi nữa, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn dù đã gặt hái thành công. Như vậy, bản mệnh sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Canh Tuất trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi. Bạn không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công, bỏ sức của mình ra,
thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc, thậm chí có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể con giáp này sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút, song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh, thì bản mệnh có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, tuổi Canh Tuất cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan khi gặp phải khó khăn. Đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, vận trình tình duyên của tuổi Canh Tuất không thực sự sáng sủa, các mối quan hệ của bạn liên tiếp xảy ra trục trặc, mà một phần cũng là do lối hành xử, suy nghĩ của chính bản thân con giáp này. Với người còn độc thân, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực là yếu tố ngăn bạn mở lòng với người khác giới, bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối nên không dám tin tưởng vào bất cứ ai, đừng giữ mãi trong lòng những quan điểm phiến diện như vậy. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bản mệnh nên nhìn vào hành động của người ấy. Nếu đối phương ở bên bạn, quan tâm, chăm sóc cho bạn một cách chân thành thì bạn nên thử cho người đó một cơ hội. Qua thời gian, những hành động của người ấy sẽ chứng minh cho bạn thấy đó có phải là người đáng tin cậy không. Với người đã có gia đình, bạn nên tránh việc so sánh nửa kia của mình với người này người khác. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, bạn không thể bắt nửa kia trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt. Thay vì phóng đại những khuyết điểm của đối phương, bạn nên nhìn vào điểm mạnh của người đó để trân trọng và bao dung hơn cho đối phương. Khi có điều gì khiến bạn không hài lòng, khuyên bạn đừng giấu giếm đi rồi lại nảy sinh giận hờn bất mãn. Chỉ khi bạn nói ra, người khác mới có thể hiểu và giúp đỡ cho bạn được. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này thiên nguyệt hung tinh đem tới tác động không tốt cho tình trạng sức khỏe của người tuổi Canh Tuất. Bạn thường xuyên ưu tư, lo lắng, khiến tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an, từ đó sức khỏe thể chất cũng có dấu hiệu suy giảm. Bạn cần tìm được nguồn cơn những lo lắng của mình, như vậy mới có hướng giải quyết tận gốc. Đừng ngại tâm sự với bạn bè, người thân của mình, bởi họ có thể giúp bản mệnh vượt qua tình trạng trên. Thêm vào đó, công việc vất vả cũng sẽ khiến cho con giáp này không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy sắp xếp công việc khoa học để sự nghiệp không chiếm mất quá nhiều thời gian riêng tư, gây căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất sẽ chẳng mấy suôn sẻ trong tháng 12 âm lịch này. Bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, đồng thời kịp thời nhìn nhận các khuyết điểm của bản thân để có thể sửa đổi. Dưới tác động của cục diện tương hình, bạn đang quá kiêu ngạo và có niềm tin mù quáng vào bản thân rằng mọi quyết định mình đưa ra đều chính xác. Chính vì vậy, bản mệnh bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài và lập tức bắt tay vào những kế hoạch mình đề ra. Tuy nhiên, đến khi thực hiện bạn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lúc vướng mắc hoặc phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Chỉ khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân, bạn mới có thể sửa đổi để tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên tuổi Canh Tuất nên dành nhiều thời gian hơn nữa để bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quẩn quanh ở những điều quen thuộc, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày, con giáp này cũng cần khiêm tốn, nói năng và hành xử có suy nghĩ hơn. Nếu không dễ làm mất lòng người khác, đến khi thật sự cần đến sự giúp đỡ thì sẽ không còn ai chủ động giương tay ra với bạn nữa. Xét về phương tài lộc, tháng này, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất cũng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Có lẽ đã đến lúc bạn xem lại định hướng của mình. Nếu sai sót ở đâu thì nên sửa đổi ngay, đừng để tiền tiếp tục thất thoát. Cục diện tương hình khuyên con giáp này nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt. Vì quyết định mọi vấn đề quá vội vã,
nên có thể bạn sẽ không lường trước được những khó khăn mình gặp phải. Chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin hoặc chưa lượng được sức mình trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác, con giáp này nên khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn. Đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ, thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cũng khuyên tuổi Canh Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Dù muốn thử thách bản thân đến mấy, cũng cần phải thận trọng, đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời. Nếu không, bản mệnh sẽ chỉ tốn công tốn sức mà dẫn sôi hỏng bỏng không. Với người làm công ăn lương, con giáp này nên hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo cho lương thưởng cuối năm của mình, hạn chế phạm sai sót phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, phương diện tình cảm của tuổi Canh Tuất tháng này cũng không có nhiều điểm sáng. Có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình. Với người còn độc thân, thực tế thì tháng này bản mệnh được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng. Đặc biệt là đối với nữ mệnh, bạn có thể được bạn bè, người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó, nên luôn tìm cách từ chối. Hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử, đừng khiến những người có thiện trí với mình tổn thương hơn nữa. Biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm suy nghĩ giống mình. Với người đã có gia đình, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn, vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau. Nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất tháng này khá ổn định. Dù áp lực ập tới liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thời điểm này bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát, vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh. Dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn, song con giáp này nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.